Khóa học hành chính sự nghiệp dành cho người mới làm được Trung tâm Kế toán Việt Hưng xây dựng để giúp các bạn chưa biết gì về lĩnh vực hành chính sự nghiệp. Đơn vị hành chính sự nghiệp là cách gọi phổ biến đối với các cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp. Đây là những đơn vị được nhà nước thành lập để thực hiện các nghiệp vụ quản lý hành chính, đảm bảo an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế xã hội. Đơn vị hành chính sự nghiệp có nhiều loại, có chức năng, nhiệm vụ khác nhau và có hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Đến với khóa học này sẽ giúp các bạn hiểu rõ được công việc của một đơn vị kế toán hành chính sự nghiệp, nắm rõ được các kiến thức nguyên lý cơ bản, nắm vững được kiến thức nguyên lý kế toán và hạch toán kế toán chi tiết, hoàn tất được các báo cáo liên quan, va chạm các tình huống xử lý tại đơn vị. Hãy cùng Kế toán Việt Hưng tìm hiểu về nội dung của khóa học. Các nội dung trong khóa học mảng hành chính sự nghiệp cho người mới đi làm bao gồm học về nguyên lý kế toán hành chính sự nghiệp, các nội dung hướng dẫn khái quát về các nguyên tắc kế toán trong đơn vị hành chính, hướng dẫn các quy định về hệ thống tài khoản mới nhất theo thông tư 107, hướng dẫn thực hiện việc ôn tập và làm các dạng bài tập liên quan đến nội dung của khóa học. Và toàn bộ các nguyên lý của hành chính sự nghiệp sẽ là tiền đề để giúp các bạn thực hiện được các công việc kế toán thực hành. Trong phần nội dung thực hành, các bạn sẽ đi vào 3 nội dung chính: nội dung đầu kỳ, nội dung phát sinh trong kỳ đối với kế toán hành chính sự nghiệp và nội dung cuối kỳ. Ở phần nội dung đầu kỳ sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt phần mềm đối với khối hành chính sự nghiệp, hướng dẫn tạo dữ liệu ban đầu, thiết lập các nội dung liên quan đến khai báo đầu kỳ, hướng dẫn thực hiện việc lập danh mục các nguồn kinh phí đầu năm theo chuẩn mực của nhà nước quy định, hướng dẫn thực hiện cập nhật chuyển số liệu công cụ dụng cụ từ năm trước chuyển sang, bao gồm tài sản cố định. Thứ hai, các chứng từ phát sinh trong kỳ. Trong kỳ, các bạn sẽ căn cứ vào các hóa đơn, chứng từ, các hợp đồng, giấy rút tiền để hướng dẫn cho các bạn thực hiện việc khai báo các mã, ghi tăng phân bổ công cụ dụng cụ và đối chiếu công cụ dụng cụ và tài sản cố định, hướng dẫn thực hiện lập bảng lương và trích các khoản bảo hiểm xã hội, hướng dẫn các khoản thu thường xuyên và không thường xuyên trong đơn vị hành chính sự nghiệp và các khoản chi thường xuyên và chi không thường xuyên. Nội dung thứ ba hướng dẫn cho các bạn đọc hiểu các chỉ tiêu trên bảng cân đối tài khoản của đơn vị hành chính sự nghiệp, hướng dẫn thực hiện việc lập báo cáo tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp, hướng dẫn thực hiện việc in kết xuất lưu giữ các hồ sơ chứng từ của đơn vị. Và các kinh nghiệm khi chuẩn bị cho một kỳ quyết toán thanh tra kiểm tra là các nội dung chính khi các bạn tham gia vào khóa học hành chính sự nghiệp dành cho người mới làm. Và trong giáo trình của Kế toán Việt Hưng, các bạn sẽ được lựa chọn hình thức học online 1 giáo viên kèm 1 học viên trên chứng từ của trung tâm. Và khóa học này các bạn sẽ học trên giáo trình online trang web ketoanviethung.com. Và ở phần nội dung xem thêm, các bạn sẽ nhấn chọn đến khóa học và chọn đến khóa học hành chính sự nghiệp, tìm đến nội dung mà các bạn muốn tìm hiểu. Kế toán Việt Hưng hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn ngay từ hôm nay. Hãy đăng ký nhận tư vấn lộ trình học bằng cách liên hệ đến các số hotline của trung tâm 0988 680 223 để được tư vấn và hỗ trợ.